Hey yo, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ cho mọi người sẽ đem đến cho mọi người một hồi ức tuổi thơ. Đây con lính nhảy dù thì nó cũng là lính nhảy dù thường thôi, nhưng mà hồi xưa mình nhớ mình chơi cái loại lính nhảy dù là nó bằng ni lông đó mọi người, nó có nhiều cái dây lắm. Hiện tại bây giờ nó làm nó thì nó cũng đã làm bằng vải hết rồi, ngoài này bằng vải và rất là mỏng rồi mọi người. Okay, ra đây gió cũng khá là nhiều, thấy nó bung ra không, bung ra nè không. Giờ bắt đầu mình sẽ thả nó, thả dù, nhưng mà mình sẽ thả bằng cái lai cam nha mọi người, cho một cái độ cao nhất định để thả nó để coi nó sẽ như thế nào, nó sẽ bay xa hay không. Nó hy vọng là nó sẽ không rớt xuống cái đập nước này, mình đang ở cái đập nước rớt xuống là khỏi chơi luôn, khỏi vớt lên luôn. Xong rồi mọi người đó, bây giờ đây là có ba cái dù. Ở trên này mình có làm thêm mấy cái móc vô trong cái live cam. Khi mà đạt tới cái độ cao nhất định thì mình sẽ tiến hành mình thả nó ra để coi nó sẽ bay được bao nhiêu xa. Ban đầu mình sẽ cho nó ở cái độ cao 261m bằng với độ cao của tòa nhà Beteco. Ok. Coi này gió cũng nhiều nữa ta. Này gió cũng nhiều ha. Biết là nó có lạng lạng về cái phía hồ nước hay không. Lần đầu tiên thất bại rồi mọi người. Nó quấn ở trong cái lai cam, may là chưa có cánh. Trong quá trình mà bay lên cao mà nó quấn lai cam thì chắc chắc ăn mài luôn. Mình mới làm lại, chắc là mình thả lần một cái thôi mọi người. Mình nhớ gắn một cái cọng dây chỉ đó, mình cho nó dài ra chút để đỡ nguy hiểm. Giờ nó đang bay rồi. Không biết là mình thử thả cái độ cao khoảng chừng hơn 20m coi nó như thế nào. Ok, hiện tại giờ là 20m này hơi tối, mọi người không thấy. Giờ mình bấm cái nút này, sẽ bấm cái nút view này nè. Đó, là nó sẽ thả cái dù ra. Ok. 1, 2, 3. Sao không thả vậy? Sao cái bẹp dưới đất nó không bung luôn. Khó nhỉ. Rồi, một anh lính lên đường thăm Hà Bá mất rồi. Thiệt tình á, thực hiện ước mơ tuổi thơ kiểu này á, rất là khó luôn nha mọi người. Vừa phải thả được lính, vừa phải đảm bảo an toàn cho livecam. Giờ làm video bữa giờ thiệt cũng chưa có vụ được ai đăng ký nữa. Mà còn làm thiệt hại kiểu này chắc là nghỉ sớm quá. Thôi giờ chắc là mình đổi địa điểm quay cho nó phong thủy. Kiếm chỗ nào không có nước mà quay thì có rớt thì cũng lượm lại được. Một anh lính mà mình mua trên Shopee với giá 18k luôn á mọi người. Tiếc lắm á nha. Gió cứ về hướng này thả dù thì lúc nào nó cũng sẽ bay về hướng này, cho nên là mình tự động mình cho nó bỏ phía bên này dừng hơn.
qua nó dưới một cánh quạt, rồi nó tiếp đất một cách gọi là đê tiện luôn mọi người. Mình có một vết nứt trên cái lay cam này, gimbal như là nó đang bị lỗi rồi. Phụ kiện cho thêm cái lay cam này bạn, cho nên khi mà nó ra và đập xuống đất thì như nó cũng chống đỡ một phần rồi, hầu như là những bộ phận chính trên máy đều nó không bị vấn đề gì cả. Ok, vất tới từ độ trăm, từ độ cao 150m, sự rất là kinh khủng, thực sự rất là sợ nha. Ôi trời ơi. Ok, em không sao cả, yêu em. Đây đã rớt một, mất một cái cánh bên này rồi. Thử đi tìm lại coi. Ôi cánh rớt cách đây cũng không sao. Trời ơi, cánh này chắc cũng hư luôn rồi bạn ơi, mớp mẻo lum hết rồi. Ok, thôi chắc mình xin dừng, tạm dừng clip ở đây. Nó gây thiệt hại quá, không đáng nữa. Ok, nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy like, comment. Cảm ơn. Ok, chào mừng mọi người quay trở lại với mình. Sau một ngày mình điều trị tâm lý sau cái cú rơi 150m đó, thì hôm nay mình lại có mặt ở đây và tiếp tục làm cho xong cái thử thách đó. Tại cái bộ mình thả nó cho nó an toàn hơn. Ở đây có một cái chai nhựa, nó sẽ giúp cố định cho cái dù của mình nó không có bị đưa qua đưa lại, thì nó sẽ cuốn những cái cánh quạt nữa. Ok, hy vọng lần này sẽ có những hình ảnh đẹp hơn mọi người xem. Thấy chút xíu giống con kiến nhỏ xíu vậy. Let it go.